Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án property, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những sản mới nhất mà mình được xuyên chia sẻ được với anh em. Và dùng video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án Metacra. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để share report. Tiếp theo các bạn thành phần captcha. Ta cho group Terra mở Twitter và mở Medium. Ta follow Medium. Start ta nút Don. Rồi Twitter, ta follow Twitter, narrative lại, pin tweet. Mở profile. Copy phần profiling và chúng ta sorry anh em, chúng ta copy phần rule lên page username Twitter ở dưới đây. Tiếp theo là username của Medium, chúng ta làm phần avatar, chúng ta copy phần username, điền username vào cho kênh group 6 và group uy tín nhé. Đồng thời chúng ta cũng sẽ follow Twitter ở group 6. Đây mình đã follow từ trước, chúng ta chọn đôn. Phần địa chỉ ví, các bạn dùng ví ETH ở trên chất Coinnet hoặc Metamask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH, sau đó quay trở lại con page vào. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Metacraft. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.